Chào mừng các bạn trở lại với bản tin số 30 của Auto Việt Nam Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số thông tin về thị trường ô tô trong nước và quốc tế Với những tin chính như sau Nissan Navara chính thức bị khai tử ở tại thị trường châu Âu Tương lai nào dành cho mẫu xe bán tải của thương hiệu Nhật Bản ở tại thị trường Việt Nam Formelvic được ra mắt mẫu xe bán tải hạng nhẹ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Santa Cruz Mẫu xe crossover hạng B Kia Seltos gãy đôi sau vụ tai nạn tại Ấn Độ Trước tiên để đến với video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho toàn bộ ekip của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Ngày hôm qua thì hãng xe Nissan đã xác nhận sẽ dừng sản xuất mẫu xe Nissan Navara hiện hành ở tại thị trường châu Âu bắt đầu từ tháng 12 năm 2021. Thời điểm nhà máy ở Barcelona, Tây Ban Nha của hãng chính thức đi vào đóng cửa. Nissan cho biết sẽ không ra mắt Navara 2021 ở tại thị trường châu Âu qua đó chính thức khai tử dòng xe bán tải này sau 16 năm có mặt tại lục địa già. Nguyên nhân việc dừng phân phối đến từ việc thị phần của xe bán tải ở châu Âu đang bị suy giảm rất nhiều trong vài năm trở lại gần đây. Trước đó, hãng xe đến từ thương hiệu Nhật Bản đã từng cân nhắc việc tiếp tục nhập khẩu Navara 2021 từ Thái Lan để phân phối về thị trường châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ, lý do là chi phí tốn kém và thị trường không có nhu cầu đáp ứng. Theo như mình tìm hiểu thì ở thị trường châu Âu, xe bán tải không được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Ngay cả các hãng xe rất mạnh về dòng xe này như Ford cũng đang rất chật vật để tìm được con đường phát triển. Xe bán tải chủ yếu sử dụng động cơ có dung tích xi lanh lớn, việc phát thải ra môi trường cũng nhiều hơn so với các dòng xe con. Chính vì thế mà các quy định ngặt nghèo về môi trường ở tại châu Âu cũng là một trong những lý do khiến cho Navara bị khai tử ở đây. Nếu muốn phát triển được thì bắt buộc nhà sản xuất phải đưa vào nghiên cứu các dòng xe bán tải sử dụng động cơ điện và nhiên liệu thân thiện với môi trường, giống như chiến lược lâu dài của Ford dành cho thị trường này. Còn đối với thị trường Việt Nam thì Nissan Navara vừa rồi cũng đã cho ra mắt phiên bản thế hệ mới. Dẫu vậy thì tương lai của mẫu xe bán tải này vẫn là một trong những ẩn số cần có thời gian trả lời. Nếu như các mẫu xe bán tải hiện nay đều sử dụng hệ khung gầm rời thì chiếc xe bán tải cỡ nhỏ của Ford lại sử dụng hệ khung gầm unibody tức là khung liền khối, sử dụng chung nền tảng khung gầm của mẫu xe SUV Ford Bronco. Ngoài ra thì Ford Maverick đang là một trong những mẫu xe bán tải có kích thước nhỏ nhất của Ford hiện nay, có mức giá khởi điểm khá rẻ chỉ với 19.995 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 458 triệu đồng tiền Việt. Ford cho biết đây sẽ là một trong những mẫu xe bán tải đầu tiên tại Mỹ được trang bị tiêu chuẩn hệ thống vận hành hybrid với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 5,88 lít trong 100 km trong điều kiện giao thông đô thị. Đây là một trong những đối thủ của mẫu xe bán tải cỡ nhỏ hoàn toàn mới của Hyundai mang tên Santa Cruz. Melvic có kích thước chiều dài và chiều cao lần lượt là 5.072mm và 1.745mm, chiều dài của xe ngắn hơn 282mm và thấp hơn 53mm so với mẫu xe bán tải Ford Ranger. Ở phiên bản tiêu chuẩn thì xe được trang bị khối động cơ 4 xi lanh hybrid dung tích 2.5 lít, sản sinh công suất tối đa là 162 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 211 Nm. Động cơ điện trên xe có thể đẩy tổng công suất lên tới 191 mã lực. Sức mạnh của động cơ được truyền đến cầu trước thông qua hộp số vô cấp. Melvic Hybrid có thể di chuyển với tổng quãng đường tối đa lên tới 805 km với khả năng chịu tải lên tới 680 kg. Ngoài ra xe có thể kéo các vật thể như là nhà di động, dơ móc có khối lượng lên tới 907 kg. Phiên bản cao cấp hơn sẽ được trang bị khối động cơ EcoBoost dung tích 2.0 lít có công suất tối đa là 250 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 377 Nm đi cùng với cụm hộp số tự động 8 cấp số. Cá nhân mình cho rằng mẫu xe bán tải này chủ yếu là dành cho những đối tượng khách hàng mới bắt đầu sử dụng xe bán tải hoặc không có nhiều điều kiện về kinh tế và nghiêm nhiên với khối động cơ hybrid và hộp số vô cấp. Chúng ta sẽ không thể đòi hỏi chiếc xe này chạy đường khó được, vì đơn giản là mẫu xe này sinh ra để đi lại và chở hàng hóa ở trong đô thị ở trên phiên bản sử dụng động cơ 2.0 lít EcoBoost kết hợp với cụm hộp số tự động 8 cấp số thì mình cho rằng là một phần nào đó cũng làm thỏa mãn những người yêu xe bán tải của thương hiệu Ford. Nếu đặt động cơ này vào tham chiếu với khối động cơ 2.0 lít Biturbo của Ford Ranger sản sinh ra khoảng 210 mã lực thì rõ ràng chiếc xe này đang sở hữu một khối động cơ lớn rớt hơn về mặt con số. Nhìn vào những thiết kế bên trong nội thất xe các bạn cũng có thể cảm nhận được sự bụi bặm nó đã biến mất hoàn toàn trên một chiếc xe bán tải của Ford. Thay vào đó là một sự trang nhã đơn giản có xu hướng đô thị. Hệ điều hành sinh ba sẽ là tùy chọn trên phiên bản Lariat. Khách hàng có thể định vị xe, kiểm tra mức nhiên liệu, mở khóa cửa, khởi động xe từ xa bằng điện thoại thông minh. Xe có thể kết nối đến 10 thiết bị khác nhau qua giao thức Wi-Fi. Formelvic sẽ có mặt trên thị trường vào quý 3 năm nay với 3 phiên bản là XL, XLT và Lariat. Ngoài ra thì các khách hàng đầu tiên có thể lựa chọn phiên bản đặc biệt First Edition bên cạnh gói trang bị tùy chọn FX4 road dành riêng cho phiên bản dân động 4 bánh AVKD. Vào ngày 11 tháng 6 vừa qua, thì một chiếc xe Kia Seltos đã bị gặp nạn tại tỉnh Chinwara, Ấn Độ. Theo thông tin từ phía cảnh sát địa phương, thì chiếc xe này đang chạy ở vận tốc rất cao, thì bất ngờ gặp một chiếc xe đạp đi ngang qua đường, khiến cho tài xế đánh lái tránh sang bên và dẫn đến việc mất lái, đâm thẳng vào ống cống. Vụ tai nạn khiến cho ba phụ nữ thiệt mạng tại chỗ, năm tài xế và một phụ nữ khác bị thương nặng. Trong khi đó, thì chiếc xe Kia Seltos gãy rời thành hai phần lớn. Chiếc xe Kia Seltos va chạm ở vị trí thân xe khiến 3 người ngồi hàng ghế sau bị tử vong, 2 người ngồi hàng ghế phía trước nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Năm 2020 thì Kia Seltos ghi nhận doanh số là 96.932 xe, đứng thứ 9 trong top 10 dòng xe bán chạy nhất tại thị trường Ấn Độ. Sau khi hình ảnh của vụ tai nạn này được công bố trên mạng xã hội thì có rất nhiều người Việt Nam bình luận với những ý kiến cho rằng chất lượng an toàn của chiếc xe này là quá kém. Một tài khoản có tên là Du có chia sẻ bình luận như sau: "Khung gầm bằng nhựa hay sao mà đứt đôi luôn vậy?" Chú thép thì không thể nào đứt đôi khi va chạm với ống cống thoát nước được. Một tài khoản khác có tên là Quang Hoàng Mỹ Phước cũng chia sẻ bình luận như sau: Xe Hàn chưa bao giờ mình đánh giá cao về chất lượng. Có thể nói đây là một trong những vụ tai nạn rất nghiêm trọng và không biết thực hư vụ việc này ra sao. Anh em nào hóng được kết quả thì hãy comment bình luận ở phần phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 30 của Auto Việt Nam. Xin được kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.